làm cháo dinh dưỡng hoặc chế biến thức ăn chăn nuôi tùy theo từng nhu cầu sử dụng của bà con. Cháo ăn liền được chế biến từ gạo, có tính mát, không làm nóng người, không chiên qua dầu, đảm bảo dinh dưỡng nên rất được nhiều người ưa chuộng. Hơn hết, loại cháo này dễ chế biến, dễ ăn và tiêu hóa nên có thể dùng được cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Và thức ăn từ bỏng ngô có thể làm thức ăn cho vật nuôi tăng sức đề kháng hoặc sử dụng lót đệm sinh học là những cách làm ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả cao, giúp vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh, hạn chế bệnh dịch. Sau đây công ty chúng tôi sẽ đem đến cho bà con dòng máy nổ bỏng Vinzaton và máy nghiền 14 kiểu buông thẳng. Máy nổ bỏng Vinzaton có chức năng làm ra các sản phẩm bỏng gậy, bỏng kén tằm, hạt vừa đủ Vinzaton. Ăn được ngay, rất vệ sinh và thơm ngon. Từ những nguyên liệu bằng gạo hoặc ngô nguyên hạt, máy có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng. Máy được thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng. Máy có thể lắp đặt động cơ điện cùng công suất 11 kW đến 15 kW. Sử dụng nguồn điện 380V. Năng suất của máy vô cùng hiệu quả, từ 50 đến 60 kg/giờ tùy vào từng loại nguyên liệu. Cấu tạo máy nổ bỏng bao gồm một cửa nạp nguyên liệu, một cửa ra nguyên liệu, thân máy và lõi xoắn. Khi đã chế biến gạo ngô thành bỏng thì sẽ sử dụng dòng máy nghiền 14 kiểu vuông thẳng. Tại sao phải dùng máy nghiền 14 vuông thẳng để nghiền mà không phải dùng các loại máy nghiền khác? Thì chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bà con và nhiều khách hàng. Để nghiền nguyên liệu bỏng thành cháo đóng gói, thường phải lắp động cơ điện với tốc độ vòng quay 1450 vòng trên phút, tốc độ chậm để có thể nghiền mạnh và thành phẩm không quá vụn. Thông thường nếu lắp động cơ tốc chậm sẽ không đủ sức gió để hút thành phẩm. Vì vậy, máy nghiền 14 vuông thẳng sẽ là dòng máy đạt đúng tiêu chuẩn của khách hàng vì nó sẽ nghiền trực tiếp nguyên liệu bằng 18 búa nghiền rồi sẽ đưa thẳng thành phẩm bột ra ngoài. Ngoài ra, máy nghiền 14 vuông thẳng còn được thiết kế làm bằng chất liệu inox để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi khách hàng. Máy được thiết kế trực tiếp tại công ty từ những linh kiện nhỏ nhất của máy nên việc thay thế phụ kiện trong máy cực kỳ đơn giản và dễ dàng, không như những dòng máy nhập khẩu từ nước ngoài rất mất công tìm kiếm phụ kiện thay thế. Công ty chúng tôi cùng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng. Qua thời gian bảo hành, công ty vẫn sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cho khách hàng. Truy cập website chính của công ty. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 024-3556-0833 tại khu vực miền Bắc, 028-3973-7777 tại khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. Máy nhà nông.vn, hạnh phúc của nhà nông.